Chào các bạn, trong video kỳ trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đơn giản nhất để download video trên YouTube. Nếu các bạn chưa xem video, các bạn có thể click vào đây. Tuy nhiên, sau khi download video về, nếu máy tính của chúng ta không có phần mềm xem video thì sao? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem video không cần sử dụng phần mềm. Bây giờ giả sử mình muốn xem video khóa máy tính trên Windows 10. Mình sẽ chọn vào video, mình sẽ kéo giữ video lên trình duyệt Google Chrome. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khóa máy tính trên Windows 10. Cách thứ nhất, trên đây các bạn cũng có thể kéo hoặc là chọn âm lượng lớn nhỏ, hoặc là xem đầy đủ màn hình. Chọn Disconnect User. Nếu các bạn không thích xem video trên Google Chrome, thì các bạn có thể xem video trên các trình duyệt khác. Mình xin tạm kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.